Mới sáng sớm, những chuyến xe điện đã đưa nhiều đoàn khách đến với bến cá Nghi Thủy để tham quan mua sắm. Được chứng kiến những chiếc thuyền cập bến sau một ngày đánh bắt của ngư dân, mang những con tôm con cá tươi ngon vào bờ bán cho du khách. Đây là một điểm đến mang lại cho du khách những trải nghiệm thú vị. Ở đây thì đúng là cô đến đây sáng sớm lắm, thì đã tấp nập rồi, người ra vào rồi, hàng hóa thì rất là đa phong phú, tươi ngon. Đây cô làm mấy túi này. Tôi cũng về đây một vài lần rồi, nhưng mà thấy cái cảnh của làng chài ở Cửa Lo, tôi thấy mọi người hòa mình với không khí của buổi sáng, đấy, buôn bán cũng như là khách du khách đến đây cũng đều thấy là rất là thứ nhất là về cái tình cảm đấy, là bán hàng và người mua hàng tôi cảm thấy cũng rất là ưng ý, chọn được những cái sản phẩm mà phải nói là dân làng chài họ đánh bắt được, tươi ngon cũng như là giá cả tôi thấy hợp lý. Không chỉ có hải sản tươi sống tạo nên sự thích thú cho du khách lựa chọn, mà những sản phẩm hải sản phơi khô và các cơ sở sản xuất nước mắm, mắm tép của các làng nghề tại Cửa Lò cũng rất nhộn nhịp. Tận mắt chứng kiến và được người dân giới thiệu nhiệt tình về quy trình chế biến, sản xuất, các sản phẩm truyền thống của địa phương, du khách đã không thể từ chối mua về những sản phẩm khá hài lòng. Đến đây được tham quan cái xưởng nước mắm của Cửa Lò Nghệ An thì thấy chất lượng và cái khâu sản xuất của các gia đình ở đây là đảm bảo chất lượng mà nước mắm có vị thơm ngon. Cửa Lò có 210 tàu thuyền khai thác hải sản với tổng công suất 57.000 CV. Với truyền thống đánh bắt hải sản lâu đời, hàng năm đánh bắt hơn 16.000 tấn hải sản các loại. Điều này đã mang lại giá trị sản lượng kinh tế cao, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, trong đó có ngành du lịch. Bên cạnh đẩy mạnh phát triển du lịch tắm biển, nghỉ dưỡng, du lịch tâm linh, thì Cửa Lò còn xây dựng các điểm đến du lịch trải nghiệm để tham quan, mua sắm, từng bước xây dựng Cửa Lò trở thành điểm đến du lịch ấn tượng. Thời gian vừa qua thì cấp ủy chính quyền thì cùng đẩy mạnh các cái hoạt động làm tổ chức công tác tuyên truyền về quảng bá hình ảnh du lịch Cửa Lò nói chung và Nghi Thủy nói riêng, đặc biệt là đối với xây dựng cái điểm đến du lịch phường Nghi Thủy. Thì trong thời gian vừa qua thì chúng tôi là làm tổ chức công tác tuyên truyền, tổ chức tập huấn văn hóa ứng xử và vệ sinh an toàn thực phẩm cho người dân, đặc biệt là đối với những người kinh doanh hoạt động phục vụ du lịch, làm sao đó xây dựng con người Nghi Thủy thân thiện bến khách, đảm bảo cho du khách khi về với Nghi Thủy thì có những cái hoạt động trải nghiệm mua sắm các cái sản phẩm đặc trưng của địa phương. Đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu, lấy ứng xử văn hóa làm tiên phong, Cửa Lò đang xây dựng loại hình du lịch trải nghiệm mua sắm trở thành yếu tố có ảnh hưởng trong lựa chọn điểm đến du lịch của du khách.